xin chào cộng đồng p network chào mừng các bạn đến với p for ong channel nơi cập nhật những thông tin mới nhất về p network bản tin hôm nay với nội dung p có tin nói về việc open mainnet tại sao lại chọn một ngày cụ thể để khởi chạy open mainnet nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi video cộng đồng p network bao gồm hàng triệu thành viên trên toàn thế giới họ bao gồm những người khai thác nhà phát triển và người dùng nhiệt tình cộng đồng này cam kết xây dựng và thúc đẩy việc áp dụng p network đồng thời tham gia thử nghiệm và phát triển các tính năng mới p network có một cách tiếp cận độc đáo để phát triển tiền điện tử họ bắt đầu với giai đoạn thử nghiệm beta cho phép người dùng nhận pi bằng cách chạy các ứng dụng trên điện thoại của họ và góp phần bảo mật mạng cách tiếp cận này nhằm mục đích thu thập dữ liệu và phản hồi cần thiết để tinh chỉnh và tinh chỉnh giao thức trước khi khởi chạy mạng chính dự án cũng nhấn mạnh đến bảo mật quyền riêng tư và phân cấp họ sử dụng các công nghệ mã hóa sáng tạo và cơ chế đồng thuận để bảo vệ an toàn dữ liệu của người dùng và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng Cộng đồng Pi Network tin rằng dự án này có tiềm năng lớn để thay đổi cách mọi người tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử. Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận và cơ hội cho mọi người, Pi Network hy vọng sẽ tạo ra một mạng toàn diện hơn và trao quyền cho các cá nhân trên khắp thế giới. Một trong những mục tiêu chính của Pi Network là cung cấp khả năng truy cập cho mọi người trên thế giới, kể cả những người không có kiến thức kỹ thuật hoặc tài nguyên sâu. Pi Network được thiết kế để khai thác bằng các thiết bị di động thông thường mà không làm cạn kiệt pin hoặc sử dụng quá nhiều tài nguyên tính toán. Khi làm như vậy, dự án cố gắng tạo điều kiện cho mọi người có điện thoại thông minh tham gia dễ dàng và toàn diện. Pi Network cam kết sử dụng tài nguyên hiệu quả trong các hoạt động của mình. Cơ chế đồng thuận được sử dụng trong mạng này được thiết kế để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng và đảm bảo rằng việc khai thác Pi không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính bền vững của mạng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Pi Network tập trung cao vào bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Họ sử dụng công nghệ mã hóa và các giao thức an toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch của người dùng ngoài ra p network cũng thu hút cộng đồng tham gia thử nghiệm và phát triển với mục đích xác định và khắc phục các lỗ hổng tiềm ẩn cũng như duy trì tính toàn vẹn của mạng p network cố gắng trở thành một mạng tiền điện tử phi tập trung hoàn toàn trong giai đoạn phát triển ban đầu p network sử dụng mô hình đồng thuận dựa trên danh tiếng kết hợp niềm tin và ủy ban bỏ phiếu tuy nhiên tầm nhìn dài hạn của họ là chuyển sang một cơ chế đồng thuận hoàn toàn phi tập trung và đảm bảo rằng các quyết định quan trọng trong mạng được đưa ra một cách công bằng và minh bạch cộng đồng P Network đã chỉ định ngày 14 tháng 3 và ngày 28 tháng 6 là ngày tiềm năng để ra mắt mạng chính, được gọi một cách không chính thức là P Day 1 và P Day 2. Việc lựa chọn ngày này dựa trên báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cập nhật do nhóm nòng cốt Pi phát hành vào tháng 12 năm 2021. Trong bản cập nhật, nhóm cốt lõi của P Network tuyên bố rằng việc ra mắt mạng chính phụ thuộc vào sự trưởng thành về kinh tế của P Network và tiến độ của quy trình xác minh danh tính, KIC. Họ chỉ ra rằng mạng chính Pi có thể bắt đầu vào một trong những ngày này hoặc muộn hơn. Ngày 14 tháng 3 và ngày 28 tháng 6 được chọn bởi cộng đồng P-Network vì đây là những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Thì đây một rơi vào ngày 14 tháng 3 ngày 14 tháng 3, ám chỉ hàng số toán học pi 3,14. Thì đây 2 rơi vào ngày 28 tháng 6 ngày 28 tháng 6, đây là ước tính chính xác hơn cho giá trị của pi. Mặc dù những ngày này đã trôi qua mà không có sự phát triển lớn nào, nhưng cộng đồng Pi Network vẫn lạc quan và vui mừng về khả năng ra mắt mạng chính trong tương lai gần. Họ tin rằng những ngày này vẫn có liên quan như những ngày tiềm năng để ra mắt mạng chính Pi Network. Mặc dù có thể có một số linh hoạt về ngày cuối cùng được chọn bởi nhóm lõi Pi. Vào tháng 12 năm 2021, nhóm cốt lõi của Pi Network đã phát hành một báo cáo trắng cập nhật chứa thông tin quan trọng về tiến trình của dự án và lộ trình trong tương lai. Trong bản cập nhật, nhóm cốt lõi của Pi Network đề cập rõ ràng rằng việc ra mắt mạng chính Pi có thể diễn ra vào một trong hai ngày được chỉ định, tức là ngày 14 tháng 3 hoặc ngày 28 tháng 6 hoặc muộn hơn ngày này dựa trên một số yếu tố chính cần được xem xét để đảm bảo sự trưởng thành về kinh tế của P-Network và tiến độ của tiến trình xác minh danh tính, KIC. Nhóm cốt lõi của P-Network hiểu rằng việc khởi chạy mạng chính là một bước quan trọng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sự thành công và ổn định của mạng. Trong báo cáo trắng, nhóm cốt lõi của P-Network không cung cấp lý do cụ thể để chọn ngày này, nhưng cung cấp khung thời gian cho phép khởi chạy mạng chính một cách linh hoạt khi có sự phát triển trong P-Network. Khi những phát triển và tiến bộ mới nhất trong quá trình phát triển và tăng trưởng của cộng đồng P Network tiếp tục diễn ra, ngày tiềm năng để ra mắt mạng chính vẫn là một chủ đề quan trọng và thú vị đối với cộng đồng. Mặc dù những ngày này đã trôi qua mà không có sự phát triển lớn nào, nhưng cộng đồng P Network vẫn vui mừng và lạc quan rằng mạng chính P sẽ sớm ra mắt. Mặc dù ngày 14 tháng 3 năm 2023 và ngày 28 tháng 6 năm 2023 đã trôi qua mà không có sự phát triển lớn nào liên quan đến việc ra mắt mạng chính của P Network. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là Pi Network đã đạt được tiến bộ đáng kể gần đây. Mặc dù những ngày này được đặt là ngày tiềm năng, nhưng việc phát triển dự án thường liên quan đến những thách thức và nhu cầu giải quyết nhiều yếu tố kỹ thuật, bảo mật và tuân thủ. Cộng đồng Pi Network đang liên tục làm việc chăm chỉ để phát triển dự án này bằng cách tiến hành thử nghiệm, cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao các tính năng hiện có. Pi Network đã trải qua giai đoạn thử nghiệm beta, trong đó có sự tham gia của các thành viên cộng đồng tham gia chạy ứng dụng điện thoại và cung cấp phản hồi có giá trị trong giai đoạn này nhóm cốt lõi của p network cũng đã thực hiện các thay đổi và điều chỉnh dựa trên kết quả thử nghiệm và phản hồi từ cộng đồng đây là một phần quan trọng của quá trình phát triển nhằm đảm bảo tính ổn định bảo mật và hoàn thiện của mạng trước khi ra mắt mạng chính ngoài ra p network tiếp tục mở rộng cộng đồng với hàng triệu thành viên nhiệt tình trên khắp thế giới cộng đồng này tích cực tham gia vào việc thúc đẩy các dự án chia sẻ kiến thức và tham gia vào các hoạt động liên quan đến p network điều này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ và nhiệt tình đối với tầm nhìn và tiềm năng của dự án này mặc dù ngày tiềm năng trước đó đã trôi qua, nhưng tiến bộ đáng kể đã được thực hiện bởi P Network và cộng đồng của nó mang lại niềm tin rằng việc ra mắt mạng chính có thể sắp xảy ra trong tương lai gần. Dự án liên tục được phát triển và cải tiến để có thể đưa P Network đến gần hơn với giai đoạn mạng chính mở hoàn toàn. Khi mạng chính mở được khởi chạy, P Network sẽ cho phép phạm vi kết nối bên ngoài rộng hơn. Điều này có nghĩa là mạng sẽ có thể tương tác với các chuỗi khối khác bên ngoài P Network. Điều này mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi tài sản và tích hợp với các mạng và dịch vụ hiện có khác trong hệ sinh thái chuỗi khối rộng lớn hơn do đó một mạng chính mở cho phép p network trở thành một phần của hệ sinh thái chuỗi khối lớn hơn thông qua việc ra mắt mạng chính mở p network sẽ có thể tương tác với các chuỗi khối khác điều này tạo cơ hội để chuyển tài sản giữa p network và các chuỗi khối khác cũng như tận dụng chức năng và dịch vụ hiện có trên các chuỗi khối khác những tương tác này có thể mở rộng khả năng sử dụng và tiện ích của p network đồng thời cho phép trao đổi giá trị và sử dụng tài sản rộng rãi hơn khi mạng chính mở được khởi chạy mọi tường lửa hiện có trong p network sẽ bị gỡ bỏ tường lửa này ban đầu được thiết kế để hạn chế truy cập từ bên ngoài và bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa bảo mật tuy nhiên với sự ra mắt của mạng chính mở quyền truy cập bên ngoài sẽ được cho phép và mạng sẽ trở nên cởi mở hơn và kết nối với thế giới bên ngoài việc loại bỏ tường lửa này cho phép p network hoạt động trong một môi trường cởi mở và phi tập trung hơn xin được kết thúc video ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo đừng quên đăng ký kênh bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về Pi network bạn nhé